Cảnh sát điều tra âm mưu lật đổ Thủ tướng Mã Lai Cảnh sát Mã Lai ngày hôm 13 tháng 7 cho biết là đang điều tra vụ rò rỉ thông tin mật. Theo đó thì cáo buộc hàng triệu Mỹ Kim đã được chuyển đến các tài khoản của Thủ tướng Najib Razak. Ông Khalid Abu Bakr là cảnh sát trưởng của quốc gia Mã Lai, nhận định vụ rò rỉ có thể nhằm để phá hoại kinh tế đất nước và là một phần của âm mưu lật đổ ông Najib. Theo ông Khalid, tất cả thành viên của lực lượng đặc nhiệm điều tra quỹ đầu tư nhà nước One Malaysia Development Pte. tức là One MDB, trong đó có quan chức ngân hàng trung ương đều bị thẩm vấn để xác định xem ai là người rò rỉ tài liệu hoặc đây là thông tin thật hay giả. Sự tồn tại của số tài liệu trên được tờ báo The Wall Street Journal của Hoa Kỳ nhắc đến lần đầu vào tháng 7. Theo bài ca báo, thì những cơ quan chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp có liên hệ với quanh MDB đã chuyển 700 triệu Mỹ Kim vào các tài khoản của ông Najib. Trong đó, hai giao dịch lớn nhất, 620 triệu Mỹ Kim và 61 triệu Mỹ Kim được tiến hành vào tháng 3 năm 2013, trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra Số tài liệu này đã được chuyển cho Tổng trưởng lý Mã Lai Abdul Ghani mở đường cho khả năng xuất hiện của các cáo buộc hình sự và đẩy ông Najib vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi tham gia chính trường. Cho đến giờ, thì nhà lãnh đạo Mã Lai không đá động gì đến sự tồn tại của các tài khoản và số tiền nói trên. Thay vào đó, thì ông chỉ khẳng định không bao giờ dùng tiền công vào chuyện riêng, đồng thời gọi những cáo buộc mới nhất là phá hoại chính trị nhiều thành viên cấp cao đảng tổ chức thống nhất dân tộc Mã Lai gọi tắt UMNO cầm quyền tiếp tục công khai ủng hộ ông Najib. Nếu bị buộc tội, ông Najib sẽ là thủ tướng đầu tiên của Mã Lai đối mặt khả năng bị truy tố hình sự. Uy tín của ông còn bị giáng một đòn mạnh sau khi nhà chức trách điều tra đệ nhất phu nhân Rosmat Manzo vì cáo buộc nhận hơn 500.000 Mỹ Kim từ 1MDB vào đầu năm nay. Các luật sư của bà Rosmat đã bác bỏ cáo buộc này.